Hân hoan chào đón các bạn quay trở lại video trên channel LVT Official. Và ngày hôm nay tiếp tục chúng ta sẽ được tiếp tục chứng kiến set đồ của cao thủ top 2 Tống Kim tuần tại server của công thần chiến.us, một server đồ xanh hoặc kim môn phái dành cho người đi làm. Thì trong ngày hôm qua chúng ta được xem chiêm ngưỡng set đồ cao thủ hạng 1 bộ công an 9292 BCA. Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với cao thủ chân yêu, đó là cao thủ Thúy Yên song đao. Và tiếp tục chúng ta sẽ coi hết từ top 2 đến top 10 nha mọi người nha. Rồi xin giới thiệu với anh em, thì anh em muốn xem phái nào thì anh em nhớ để đăng ký kênh của mình để theo dõi. Hạng 3 đó là cao thủ Đường Môn Yuka, hạng 4 là cao thủ Thiên Nhẫn Mân Cây, hạng 5 là cao thủ Ngũ Độc, hạng 6 là Cái Bang, hạng 7 là Cuồng Lô, hạng 8 là Cái Băng Rồng, hạng 9 là Đường Môn Kiểu Cung, và hạng 10 đó là Võ Đăng Quyền. Đó, anh em muốn xem phái nào thì những tên tuổi nào thì anh em nhớ đăng ký kênh của mình để theo dõi nha. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cao thủ Trần Yêu, cũng là một cao thủ Thúy Yên song đao luôn. Thì chúng ta cùng xem thử nha. Hiện tại thì mình đang phát quà top, một phần thưởng rất là giá trị cho những anh em nào đã cố gắng trong một tuần để đi top Tống Kim. Một cuộc đua top không hề dễ dàng gì, chỉ cần thiếu vắng một trận thôi là có thể khó khăn được top rồi mọi người ạ. Nên đây là một nỗ lực của anh em, nên là có những phần thưởng rất là quý giá cho anh em. Và bây giờ chúng ta cùng coi lại cao thủ chân yêu nhé mọi người nha. Một vị băng chủ băng trợ, anh em cùng theo dõi nha. Anh em đã ngắm nghía xong chưa? Mặc dù set đồ cũng chưa phải gọi là tuyệt đẹp, nhưng chúng ta thấy là cây vũ khí rất là ngon. Chúng ta thấy cây vũ khí là tốc độ 43-3, đó là chúng ta thấy là sức mạnh rất là ghê gớm rồi, và trình độ BK thượng thừa. Cao thủ chân yêu là lên top Tống Kim. Rồi như vậy thì anh em có nhận xét gì về set đồ này thì anh em hãy bình luận bên dưới nha. Và hy vọng rằng thì cao thủ này sẽ tiếp tục đưa chúng ta đến một cuộc đua top Tống Kim tuần tiếp theo tại server của công thần chiến.us, một server đồ xanh hoặc kim môn phái dành cho người đi làm ít có thời gian hoạt động. Rồi như vậy là ngày hôm nay chúng ta là tiếp tục được xem đồ của set đồ của cao thủ top 2 rồi. Và anh em có nhận xét gì anh em hãy bình luận bên dưới nha. Và anh em nào muốn chơi tại server này thì anh em truy cập vào trang web là công thần chiến.us để tải game, hoặc là tham gia nhóm Zalo ở góc màn hình để cùng đua top với các cao thủ này nha mọi người nha. Rồi bye bye anh em nhớ đăng ký kênh của mình để đón theo dõi những video tiếp theo nhé. Rồi bye bye anh em nha.